từ sáng 14 tháng 7, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin về việc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện đóng cửa toàn thành phố kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 7, dẫn đến khan hiếm thực phẩm, kêu gọi người dân tụ tập mua sắm, tích trữ hàng hóa. Liên quan đến thông tin này, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên vào trưa 14 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ông Dương Anh Đức khẳng định những thông tin đồn đoán về việc thành phố đóng cửa từ ngày 15 tháng 7 và kêu gọi người dân tích trữ hàng hóa là sai sự thật do kẻ xấu đưa ra làm hoang mang dư luận. Ông Dương Anh Đức cho biết Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang duy trì các biện pháp chống dịch trong văn bản 2279 ngày 8 tháng 7, trong đó đề nghị người dân không ra đường trong các trường hợp không thật sự cần thiết. Lực lượng chức năng các địa phương đã tăng cường xử phạt những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Riêng với hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, Thành phố Hồ Chí Minh mới ban hành văn bản 2337 tối 13 tháng 7 hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động đảm bảo an toàn. Đến nay chưa có nội dung nào trong văn bản này thay đổi. Về việc mua sắm hàng hóa thiết yếu, ông Dương Anh Đức cho biết thành phố đã chủ động nguồn cung ứng đầy đủ, đảm bảo nhu cầu mua sắm cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội. Nếu người dân ồ ạt mua hàng cùng thời điểm sẽ dẫn đến xảy ra thiếu cục bộ một số mặt hàng ở một vài thời điểm. Việc tích trữ hàng hóa trong thời gian dài còn dẫn đến hư hỏng, lãng phí. Hiện hệ thống cung ứng hàng hóa của thành phố vẫn đảm bảo nhu cầu của người dân. Bên cạnh hình thức phân phối truyền thống là chợ truyền thống và siêu thị, thành phố cũng đẩy mạnh hình thức phân phối hiện đại, giao hàng trực tuyến, đồng thời tính toán phương án bổ sung các địa điểm phân phối nơi công cộng, cử lực lượng đi chợ giúp người dân. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân không mua hàng hóa tích trữ trong thời gian này. Ông Đức khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh không giấu thông tin về dịch bệnh. Nếu có những thay đổi quan trọng đến người dân thành phố, thì lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thảo luận, cân nhắc kỹ các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.